Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 415. Lâm Minh, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, đổ dồn ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy đám người giãn ra, rồi hai bóng dáng ở phía sau sải bước đi tới. Đó chính là Lâm Minh và Thu Phiến. Là các cậu sao? Chẳng phải các cậu đã đi rồi sao? Tờ Túc Bá mở to hai mắt, tỏ vẻ khó tin nhìn hai người. Là anh? Bà Lão Tâm đứng phát dậy, kêu lên thất thanh. Vệ Tinh Kiếm rùng mình nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin, còn tưởng là mình nhìn nhầm. Ồ, Lâm Minh chính là người này sao? Chu Bích Như vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh liếc mắt nhìn Vệ Tinh Kiếm, sắc mặt thay đổi, sau đó nhanh chân chạy tới. Để hai đệ tử đang đỡ Vệ Tinh Kiếm ra, vô vàng đỡ lên anh ta rồi châm cứu để ổn định vết thương. Một lát sau, anh cất chân bạc đi, khai giọng nói. Vệ Tinh Kiếm, anh thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Vệ Tinh Kiếm thở phào, nhìn Lâm Minh chằm chằm kinh ngạc hỏi. Chẳng phải tôi đã bảo Tổ Thức Bá đưa anh đi rồi sao? Sao anh lại còn quay lại? Lần này tôi đến Tổ Huyền Thiên là vì nghe nói anh bị bắt nạt nên đến xem thế nào. Không ngờ anh không những bị bắt nạt mà còn bị bức hại. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lâm Minh, anh muốn làm gì? Vệ Tinh Kiếm cuống lên. Anh là đồ đệ của tôi đương nhiên phải đòi đã công bằng cho anh rồi. Lâm Minh đứng lên, liếc mắt nhìn đám người Tử Huyền Thiên đang có mặt, đang nhộng quát. Là ai đánh đồ đệ của tôi ra nông nỗi này? Đứng lại cho tôi. Lâm Minh, đây là Tử Huyền Thiên, không phải chỗ để anh làm càn đâu. Nguyên Lam Y xòe kích cả gấp ra, vừa phe phẩy vừa đi tới. Sao hả? Là anh làm sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc hỏi ra. Nguyên Lam Y do dự một lát, nhìn Bạch Hạo Tâm và rất nhiều đệ tử đang đứng xung quanh cùng với Chu Bích Như ở phía trên, trong lòng lập tức yên tâm. Ở đây có bao nhiêu người như thế này mà mình còn phải sợ tên này sao? Thế là anh ta cười khẽ đáp lại. Phải thì sao nào? Nhưng vừa nói xong bốn chữ này, một tiếng phá không vang lên, Lâm Minh đột nhiên biến mất. Nguyên sư đệ, cẩn thận! Chu Bích Như hét lớn. Cái gì? Nguyên Nam Y sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy cổ mình như bị một gọng kìm kẹp chặt, không thể hít thở được. Khi hoàn hồn trở lại, anh ta mới phát hiện không biết Lâm Minh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Một tay anh bóp cổ Nguyên Nam Y, nhấc bỏ anh ta lên, ánh mắt lãnh đạm lấy lên sát khí. Nguyên Nam Y bị dọa cho suýt nữa thì tè ra quần. Anh ta giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích. Tất cả đệ tử xung quanh đều rút kiếm rồi súng lại. Thả Nguyên sư đệ ra, dừng tay, cấm được làm hại Nguyên sư đệ, nếu không chúng tôi sẽ cho anh bích tay. Bọn họ la lối ôm sùm nhưng không dám bước tới. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nguyên Lam Y vẫn đang giãy giụa không ngừng. Lâm Minh phớt lờ anh ta. Anh làm đồ đệ của tôi bị thương, tôi bắt anh đền mạng cũng không quá đáng chứ. Nhất lời, Lâm Minh giơ tay còn lại lên định đánh đát đầu Nguyên Lam Y, nhưng đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay! Lâm Minh hơi ngoảnh sang nhìn, là Chu Bích Như. Cô là ai? Lâm Minh bình thản hỏi. Tôi là Chu Tước, thuộc Tứ Thánh Anh của Tử Huyền Thiên. Chu Bích Như. Chu Bích Như bình thản đáp lại. Vệ Tinh Kiếm bị như vậy là do tôi, không liên quan gì đến Nguyên sư đệ. Lâm Minh, anh muốn trả thù cho đồ đệ thì tìm tôi đây này, đừng trách nhầm người vô tội. Cô sao? Lâm Minh gật đầu. Được, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ tìm cô tính sổ. Lâm Minh thả tay ra rồi đi về phía Chu Bích Như. Báo về sư tỷ, khốn kiếp, đừng hòng đồng bào sư tỷ to gan. Các đệ tử lập tức chạy tới trước mặt Chu Bích Như, giờ kiếm lên quát lớn. Tất cả tránh ra. Sắc mặt Chu Bích Như lạnh tanh. Để tôi giải quyết người này. Tất cả mọi người lùi lại. Sư tỷ, sao nào? Các cậu không tin vào thực lực của tôi sao? Chu Bích Như chất vấn. À không 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 dám ạ. Đám đệ tử vội vàng lùi lại. Chu Bích Như bước tới với mặt bình thản. Là mình vì anh mà bạch sư đệ của tôi bị ám ảnh tâm lý. Hôm nay tôi sẽ giết anh để sư đệ của tôi không còn bị ám ảnh nữa. Được, cô có thể ra tay rồi đó. Lâm Minh gật đầu. Hãy nhìn đây. À mắt Chu Bích Như bỗng trở nên dữ tợn, sau đó rút một thanh nguyễn kiếm màu đỏ như lửa ở thắt lưng ra, tấn công tới như cuồng phong vũ bão. Nguyễn kiếm sinh ra hàng nghìn hàng vạn kiếm ảnh đỏ rực, giống như chu tước dương cánh, ào ào chém về phía Lâm Minh. Wow, nhát kiếm này khiến ai nấy đều kinh hãi. Tất cả các đệ đều ồ lên, trợn tròn mắt nhìn đòn tấn công trác tuyệt đó. E rằng đòn này có thể chém Lâm Minh thành nghìn mảnh mất. Hầu hết mọi người đều thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng khoảnh khắc nguyễn kiếm màu đỏ rực mang theo vô vàn kiếm ảnh lại gần Lâm Minh, tất cả kiếm ảnh bỗng dưng biến mất.
Sau đó Lâm Minh liền giơ một tay lên, chia ra hai ngón. Hai ngón tay kia kẹp trúng miệng kiếm của chú Bích Như một cách chuẩn xác. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc tới tột độ. Đợt tấn công tàn bạo bá đạo như vậy mà lại bị hai ngón tay của Lâm Minh kẹp được một cách dễ dàng như vậy sao? Ai đấy trợn tròn mắt, còn tướng là mình đã nhìn nhầm. Không thể nào, mà đạo tâm đứng phát dậy. Và tâm kiếm có chút không mở được mắt, cũng trợn to hai mắt, hơi thở giữ như ngàn lại. Nguyên Lâm Y cảm thấy da đầu tê dại, thu phiến nổi cả da gà. Đương nhiên, người ngạc nhiên nhất chính là Chu Bích Như. Cô ta biết rõ uy lực và sự bá đạo của nhát kiếm này, nhưng đối phương lại đỡ được một cách dễ dàng, quá thật đáng gờm. Chú Bích Như biết người này không dễ đối phó, thầm hừ một tiếng, định rút kiếm lùi lại để tiếp tục tấn công. Nhưng khi dùng sức rút kiếm, cô ta mới phát hiện ra mình rút kiểu gì cũng không rút được. Dường như nhuyễn kiếm đã dính chặt vào ngón tay đối phương. Sao lại như vậy được chứ? Chú Bích Như thầm kinh hãi, lại dùng sức mạnh hơn, vẫn vô ích. Thực lực chỉ có thế này mà cũng đòi loại bỏ ám ảnh tâm lý cho Bạch Hạo Tâm sao? Cô cũng tự đề cao bản thân mình quá rồi đó. Là mình bình thản nói, rồi bất ngờ búng ngón tay một cái, vèo. Những kiếm kia lập tức cong lại một góc 180 độ bắn ngược lại. Chú Bích Như nhận ra âm thanh đáng sợ quen thuộc khi một luồng sức mạnh làm chấn động không khí. Cái gì? Cô ta như ngừng thở định buông kiếm ra, thế nhưng không còn kịp nữa. Càng mũi kiếm đánh vào lưỡi kiếm của chú Bích Như. Một luồng sức mạnh bá đạo thông qua lưỡi kiếm lan tới cánh tay cô ta, ngay lập tức vèo. Chú Bích Như bị chấn động bay đi, nặng nề ngã xuống ven hồ. Hả? Sư tỷ! Các đệ tử kinh ngạc kêu lên. Đám Nguyên Lam Y vội vàng xông tới đỡ chú Bích Như dậy. Chú Bích Như toàn thân run rẩy, bàn tay cầm kiếm rớm máu, da thịt ở cánh tay rách toạc. Uy lực thật đáng sợ. Đây là do Lâm Minh gây ra sao? Không thể nào, không thể nào. Bạch Hạo Tâm đờ đẫn. Chẳng lẽ ngay cả Chu sư tỷ cũng phải là đối thủ của người này sao? Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Lâm Minh chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản đi về phía Chu Bích Như. Chu Bích Như đẩy những người đang đỡ cô ta ra, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, lạnh lùng như băng giá. Xem ra tôi đã coi thường anh rồi. Lâm Minh, anh có thể đánh bại Bạch sư đệ thì đương nhiên phải có chút bản lĩnh. Tốt lắm, tốt lắm. Chú Bích Như gật đầu liên tục, đanh giọng nói. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nghiêm túc một chút. Cô nên nghiêm túc ngay từ đầu. Lâm Minh không cho là đúng. Hỗn sợ. Chú Bích Như tức giận quát, rồi lại lao tới. Nguyễn kiếm trong tay quay cuồng, khí kình phun trào như ngọn lửa. Xem đây, phượng dịch ngạo hoàng quyết. Một tiếng xé rách hư không vang lên. Sau đó chỉ thấy thanh nguyễn kiếm kia như phun ra ngọn lửa, bị rất nhiều khí tức đỏ rực quấn quanh. Nguyễn kiếm run rẩy, luồng khí tức đỏ rực này cũng run rẩy không ngừng, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng lửa theo cánh tay của chú Bích Như đánh về phía Lâm Minh. Không thể không nói, chú Bích Như quá nhiên lợi hại. Uy năng của nhát kiếm này báo rằng chấn động đất trời cũng hoa, nhưng Lâm Minh vẫn nguy nga sừng sững như Thái Sơn. Khoảnh khắc nhuyễn kiếm đáng sợ kia chém tới, anh lại giơ tay lên chộp lấy con phượng lửa kia. Cái gì? Mọi người kinh ngạc đến tột độ. Anh ta muốn tay không đỡ lưỡi kiếm sao? Chán sống, đúng là chán sống mà. Anh ta chắc chắn không thể đỡ được nhát kiếm này của Chu sư tỷ, chắc chắn là không thể. Để tôi xem anh ta sẽ bị chém thành mấy mảnh. Không biết đệ tử hoặc cười khẩy hoặc chế giễu, hừ mũi khinh thường hành động này của Lâm Minh. Đòn tấn công này mà tay người có thể đỡ được sao? Đùa chắc. Cho dù là loại sắt thép cứng rắn nhất cũng hóa thành mảnh vụn dưới nhát kiếm này. Bạch Hạo Tâm thầm nghĩ như vậy, Chu Bích Như cũng thầm nghĩ như vậy. Đối phương không tránh không né, còn dùng tay không đỡ kiếm, đây là sự khinh thường một cách trắng trợn. Dù thế nào hôm nay tôi cũng phải giết được anh, Chu Bích Như thầm gà rít gào. Nhưng ngay sau đó, càng một âm thanh dị thường vang lên, chỉ thấy bàn tay Lâm Minh tấm chặt thanh kiếm đang chém tới. Xung quanh lập tức im bặt. Khốn kiếp, phượng ý! Chú Bích Như lại rít gào, khí tức đỏ rực trên thanh nguyễn kiếm giống như ngọn lửa bao trùm cả người Lâm Minh. Nhiệt độ cao lập tức khiến mặt đất và hoa cỏ dưới chân Lâm Minh cháy rùi, thế nhưng chẳng thấy đống lửa nào trên người Lâm Minh. Phượng ý này nhấm chìm anh nhưng không thể khiến anh bị thương, thậm chí ngay cả lông tóc góc áo anh cũng không đốt được. Cuối cùng Chu Bích Như cũng sững lại, không thể phá vỡ phòng ngự. Đợt tấn công của cô ta hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Không, không thể nào, không thể nào. Đôi mắt Chu Bích Như dại ra thì thào tự nhủ, nhưng Lâm Minh không hề nương tay. Bàn tay anh chộp mạnh một cái, càng thanh nhìn kiếm kia lập tức vỡ vụn. Chu Bích Như dường như ngừng thở, lập tức hoàn hồn trở lại, vội vàng muốn lùi lại nhưng đã muộn. Bàn tay to của anh lật lại,
túm lấy cái cổ trắng nõn của cô ta rồi nhấc lên ném mạnh xuống đất. Cơ thể Chu Bích Như nặng nề tiếp xúc thân mật với mặt đất, mặt đất lập tức nứt toác. Hồ Chu Tước dấy lên một đợt sóng khủng khiếp. Cú va chạm này khiến Hồ Chu Tước cũng chấn động. Các đệ tử đang có mặt bị mặt đất rung chuyển làm cho ngã dưới dùi. Khi tất cả mọi người đứng vững và hoàn hồn trở lại, cảnh tượng trước mắt là khiến bọn họ da đầu tê dại. Chu Bích Như vẫn bị Lâm Minh túm chặt, nhưng cô ta không còn dáng vẻ đoan trang cao quý như lúc trước nữa, mà tóc tai rối bời, mặt dính đầy máu, nhìn có vẻ rất chật vật, khốn kiếp. Chu Bích Như nảy đồng đắm mắt, cực kỳ phẫn nộ, liều mạng giãy giụa như bị điên. Nhưng dù cô ta có giãy giụa thế nào, cũng thể nào thoát khỏi bàn tay Lâm Minh. À! Cuối cùng Chu Bích Như gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra rất nhiều khí tức giống như ngọn lửa bao trùm lấy Lâm Minh. Nhưng tiếc là Lâm Minh vẫn miễn dịch với thứ này. Tình hình không ổn rồi, mau để giúp Chu Sư Tỷ. Cuối cùng các đệ tử xung quanh cũng nhịn được nữa, nghe tiếng gầm của Nguyên Lam Y liền ùa tới định bao vây tấn công Lâm Minh. Sao nào, tất cả cùng ra tay sao? Dù tất cả các anh cùng lên, tôi cũng sợ, Lâm Minh bình thản nói, rồi vung mạnh tay lên hất về phía đám người. Cơ thể Chu Bích Như rơi về phía bọn họ như đạn pháo, quật ngã một đám đệ tử. Không biết đệ tử vỡ đầu chảy máu, thậm chí có người còn ngất xỉu tại chỗ. Hiện trường nhốn nháo. Cái gì? Nguyên Lam Y kinh hãi. Bạch Hoa Tâm sững lại. Đó là Chu Bích Như đó, là Chu Tước Chu Bích Như, một trong tứ thánh anh đó. Vậy mà cũng bị thua thê thảm như vậy. Sắc mặt anh ta trắng bệch, ngây ra nhìn Lâm Minh, không biết tại sao mà cả người cũng trở nên run bần bật. Trong đầu anh ta nhớ là cảnh tượng lúc trước ở thiên cung Trường Sinh, ánh mắt vừa rồi còn sáng rực lại tràn ngập nỗi khiếp sợ. Sao lại như vậy được chứ? Thực lực tên Lâm Minh này hình như lại mạnh hơn trước đó. Tại sao chứ? Tại sao? Bạch Hoa Tâm run rẩy kêu lên, có chút không biết phải làm sao. Còn về tân kiếm đã hoàn toàn hóa đá. Lâm Minh mạnh như vậy sao? Anh ta thì thào, đầu óc có chút trống rỗng. Về tân kiếm biết rất rõ thực lực của Chu Tước Chu Bích Như. Trong mắt anh ta, dù Lâm Minh có mạnh hơn mình thì vẫn chưa đủ để đánh tay đôi với Chu Bích Như. Nhưng bây giờ Lâm Minh không những đánh bại Chu Bích Như mà còn khiến cô ta thua một cách thảm hại. Tại sao lại vậy chứ? Nếu là thực lực của Lâm Minh này còn hơn cả tứ thanh anh sao? Và Tân Kiếm cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nghĩ lại thì người như vậy quá thực có tư cách làm thầy của anh ta. Nhưng muốn đấu với những cường giả thực sự của Tử Huyền Thiên thì hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách. Xung quanh tan hoang đổ nát. Có đệ tử muốn phản kháng nhưng không đỡ nổi một chiêu của Lâm Minh, tất cả đều bị đánh cho nằm bẹp tại chỗ. Chết tiệt, tôi thề phải giết anh. Chu Bích Như gào thét, lồm cồm bò dậy. Lúc này cô ta mặt dính đầy máu, tóc tai rối bời, không còn phong thái có một đại sư tỷ như trước đó mà đáng sợ như lệ quỷ. Cô ta cầm thanh miễn kiếm kia lên rồi lại xông tới. Tuy ấn tay bị thương nhưng cô ta vẫn bất chấp mà búa kiếm, kiếm quang đáng sợ bắn ra, dường như có thể xé toạc mọi thứ. Đi chết đi! Chu Bích Như gầm lên, nhắm trúng cổ Lâm Minh, vung miễn kiếm chém tới một cách hung ác. Miễn kiếm lại vang lên tiếng phượng kêu. Thanh kiếm đó rực, nhiệt độ nóng bỏng, giống như kiêu dương thần kiếm đang chém xuống. Chu Bích Như đã dốc toàn bộ sức mạnh vào nhát kiếm này. Cô ta muốn chém Lâm Minh làm hai. Miễn kiếm hạ xuống, nhanh như chớp, lưỡi kiếm bổ xuống, nhưng Lâm Minh không chút phòng bị. Trong mắt Chu Bích Như thì chắc chắn Lâm Minh không kịp phòng bị, bởi vì tốc độ của nhát kiếm này cũng vượt quá cực hạn của cô ta. Chắc chắn là Lâm Minh không kịp phản ứng. Đi chết đi, đi chết đi! Chu Bích Như thầm gào thét trong lòng. Cuối cùng, nguyễn kiếm nặng đề bổ vào vai Lâm Minh. Thế nhưng dường như mọi chuyện không theo đúng như ý của ta. Nguyễn kiếm không chém Lâm Minh thành hai nữa mà chỉ dí vào của anh, không thể đâm vào dù chỉ một phân. Lần này thì Chu Bích Như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt cô ta đờ đẫn, những thanh nguyễn kiếm trên cổ Lâm Minh, trái tim trở nên run rẩy. Kiếm của cô ta không thể chém rách da thịt người này sao? Tại sao? Tại sao chứ? Nếu là thực lực của giữa cô ta và người này lớn đến mức đó sao? Không, không thế nào, không thế nào. Cơ thể Chu Bích Như khẽ run rẩy, mà tay cầm nhuyễn kiếm cũng run lên bần bật. Còn thủ đoạn gì nữa không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Chu Bích Như ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt chứa đầy nỗi sợ hãi không thốt nên lời. Có lẽ cả đời này cô ta chưa bao giờ gặp đối thủ nào như vậy. Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, cô ta không còn muốn đánh nữa. Xem ra cô không còn gì để nói nữa. Nếu đã vậy thì tôi giết cô cũng là chuyện đương nhiên, đúng không? Không, không. Chu Bích Như cuống quýt kêu lên, nhưng ngay sau đó Lâm Minh chộp lấy hai tay cô ta, sau đó vặn mạnh xương cổ tay lập tức gãy lìa.
Châu Bích Như hét lên thảm thiết, Lê Minh văng mặt một cái. Cô ta bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Sư tỷ, tất cả các đệ tử đều súng lại. Lê Minh lại vung tay lên. Rất nhiều châm bạc bay về phía bọn họ như mưa. Tất cả mọi người lập tức ngã nhà xuống đất, lăn lộn giãy giụa, không ngừng la hét thảm thiết. A a, khó chịu quá, cứu cứu tôi với, cứu tôi với, tôi chết mất. A. Những tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ai nấy đều gãi gặp người như điên, máu chảy đầm đìa, nhìn rất đáng sợ. Nguyên Lam Y sợ đến mức đái luôn ra quần. Bạch Đạo Tâm thì ngã ngồi xuống ghế, dường như hồn vía đã bay mất. Lẽ nào đây chính là châm thuật thần kỳ của Thiên Cung Trường Sinh sao? Và Thần Kiếm lẩm bẩm. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ không chân thực. Đúng lúc này, Lâm Bình cầm thanh miệng kiếm của Chu Bích Nhi lên, hét với vẻ Thần Kiếm. Thần Kiếm, những người này tùy anh xử trí, anh muốn ai chết thì tôi sẽ giết người đó thay anh. Vô cùng bá đạo, và Thần Kiếm há miệng, đầu óc có chút không kịp phản ứng. Còn tất cả các đệ tử kia đều nhìn về phía vẻ Thần Kiếm. Ánh mắt ai nấy đều chứa đầy sự van nài và sợ hãi. Những người trước đó từng chửi rủa về Thần Kiếm đều nhịn đau quỳ gối gào lên. Sư huynh, về sư huynh, trước đó là sư đệ anh nói không biết suy nghĩ. Xin anh đại nhân đại được, đừng chấp tiểu nhân, tha cho em với. Về sư huynh, tha cho em đi, đừng giết em mà. Về sư huynh, đừng giết em, em xin dập đầu với anh. Anh hãy tha thứ cho em đi. Về sư huynh, tha cho em đi, tha cho em đi. Bò điên cuồng dập đầu, toạc đầu chảy máu vẫn không dám dừng lại. Về Thần Kiếm ngây ra, nhìn cảnh tượng này bất động như bị sét đánh. Cả đời này anh ta không ngờ có một ngày phải đối mặt với chuyện này. Thần Kiếm, anh hãy nghĩ cho kỹ, anh muốn ai chết? Lâm Bình đi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta. Lâm thầy. Về Thần Kiếm há miệng, không biết nên nói gì cho phải. Anh yên tâm, nếu anh muốn giết hết bọn họ cũng không sao. Dù sao những người này cũng muốn dồn anh vào chỗ chết mà. Lâm Bình bình tĩnh nói, nhưng tôi không muốn giết bọn họ. Giết bọn họ thì sao chứ? Tuy có thể xả được giận nhưng cũng mang đến đủ loại phiền phức cho thầy, thế nên thôi bỏ qua đi. Và Thần Kiếm chần chừ một lát rồi đáp lại, đủ loại phiền phức sao? Ý anh là sao? Đương nhiên là Tử Huyền Thiên rồi thầy, những này đều là đội chấp pháp và đệ tử tinh nhuệ của Tử Huyền Thiên. Nếu mà họ xảy ra chuyện gì, chắc chắn cả Tử Huyền Thiên sẽ chấn động và truy cứu chuyện này, thế nên thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Và Thần Kiếm khà giọng đáp, hóa ra anh có suy nghĩ như vậy. Lâm Minh khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, cột, 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 rất nhiều tiếng bước chân vang lên. Mọi người ngước lên nhìn, chỉ thấy ở đằng xa xuất hiện rất nhiều đệ tử của Tử Huyền Thiên. Trong đó còn có mấy bóng dáng lăng không bay đến, chính là các cường giả của Tử Huyền Thiên. Kẻ tép điêu nào dám làm càn ở Tử Huyền Thiên, đừng hòng khiến đệ tử của ta bị thương. Tiếng gầm giận dữ như sấm vang lên, sắc mặt về Thần Kiếm tái nhợt. Thầy ơi, bọn họ đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Làm mình không chút lo lắng mà ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn những người đang đến. Ánh mắt anh lóe lên một tia kỳ dị. Chấm đại nhân sao? Là các chủ sao? Bọn họ đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tốt quá, chấm đại nhân, là các chủ, chúng tôi ở đây, cứu chúng tôi với. Các đệ tử kích động kêu lên, bất chấp nỗi đau trên người để chạy về đằng kia. Chấm đại nhân, là các chủ. Nguyên Lam Y lao tới như điên, quỳ mọt xuống trước mặt những người kia, vừa khóc lóc vừa kể lể. Các ông đến đúng lúc đắp, nếu các ông đến một chút nữa thôi là đám Chu sư tỷ sẽ bị tên này làm hại mất. Làm y sao? Cậu không sao chứ? Cậu yên tâm, có chúng tôi ở đây thì không ai dám làm càn đâu. Hai người thì quát lớn, to gan, dám đến Tử Huyền Thiên làm càn. Dù là ai thì hôm nay tôi cũng khiến cậu thịt nát xương tan. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau đám người. Các đệ tử giãn ra. Một đàn ông trung niên, vóc dáng cao to, để râu quai nón, sải bước tiến vào hồ Chu Tước. Trời ơi, vì tổng chấp sự cũng đến rồi sao? Lần này để xem người này còn dám ngông cuồng nữa không? Bọn họ vô cùng mừng rỡ, dường như nhìn thấy đấng cứu thế đến. Vì tổng chấp sự sao? Ông ta cũng đến sao? Sắc mặt về Tân Kiến vô cùng khó coi, vội ngoảnh sang kêu lên, thầy, mau quỳ khách đi đi, nếu không sẽ không kịp mất. Bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi, huống hồ sao tôi phải đi chứ? Lâm Minh bình thản đáp lại, tôi vẫn đang chờ bọn họ mà. Chờ sao? Vệ Tâm Kiếm u cạc cạc. Chờ đây Lâm Minh bị điên rồi sao? Vì tổng chấp sự là các chủ và Chấn Hám Sơn dẫn đến rất nhiều đệ tử. Chẳng phải chấp Lâm Minh đã bị bao vây. Nhìn thấy Chu Bích Như bị thương khắp người và một đám đệ tử người không ra người, ngợm không ra ngợm, tất cả bọn họ đều sầm mặt xuống. Lại là cậu sao?
Lát các chủ lại đồng hừ mũi. Cậu là Lâm Minh của Thiên Cung Trường Sinh đúng không? Trịnh Hám Sơn bước tới một bước, đanh giọng nói: Cậu Lâm, cậu làm gì vậy? Tại sao lại đến Tử Huyền Thiên chúng tôi gây sự? Gây sự sao? Trịnh đại nhân, hình như ông nói nhầm rồi thì phải. Tôi đến đây không phải để gây sự, mà là bắt người của Tử Huyền Thiên các ông trả lại công bằng. Lâm Minh bình tĩnh đáp: Công bằng sao? Cậu Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Trịnh Hám Sơn trầm giọng hỏi: Việc này thì phải hỏi các ông rồi. Lê Minh không nhanh không chậm nói ra: Một ngày trước tôi nhận được tin nói đồ đệ của tôi ở Tử Huyền Thiên bị bắt nạt, bị lăng nhục, nên đến đây xem thế nào. Không ngờ anh ta không chỉ đơn giản là bị lăng nhục mà còn bị người ta bức hại, bị các đệ tử của Tử Huyền Thiên các ông bức hại. Nếu không phải tôi đến kịp thời thì anh ta đã chết rồi. Thế nên tôi phải lấy lại công bằng cho đồ đệ của tôi. Mọi người nghe thấy thế sắc mặt đều tỏ vẻ cổ quái. Đồ đệ cậu là ai chứ? Vi tổng chấp sự hừ mũi nó ra: Vệ Tân Kiếm. Là mình chỉ vào Vệ Tân Kiếm đang ngồi dựa lưng vào tảng đá. Cậu ta sao? Vi tổng chấp sự sửng sốt quay sang nhìn Trịnh Hám Sơn. Trịnh Hám Sơn gật đầu do dự một lát rồi đáp: Tân Kiếm quả thực đã bái Lâm Minh làm sư phụ trước mặt mọi người. Nói một cách nghiêm túc thì Lâm Minh chính là sư phụ của Tâm Kiếm. Vi tổng chấp sự nhíu mày: Chuyện anh ta làm đồ đệ của tôi chắc là người có Tử Huyền Thiên các ông để biết. Nếu đã biết về Tân Kiếm là đồ đệ của tôi thì tại sao còn muốn hãm hại anh ta chứ? Như vậy chẳng phải là các ông nên có lời giải thích cho tôi hay sao? Lâm Minh lạnh lùng quát lớn: Cậu là các chủ tức điên lên. Vi tổng chấp sự lại hừ mũi khinh thường: Cậu tên là Lâm Minh đúng không? Bắt con, cậu là cái thá gì chứ? Một đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh mà cũng dám đến đây hồi giấy binh hỏi tội chúng tôi sao? Cũng nhìn lại xem mình có bản lĩnh gì, sao nào các ông không định cho tôi lời giải thích sao? Vẻ mặt Lâm Minh bỗng chốc đanh lại: Giải thích cậu cũng sướng sao? Vi tổng chấp sự nhíu mắt: Muốn lời giải thích cũng được, nhưng phải xem cậu có đủ tư cách không đã. Ồ, như thế nào mới là đủ tư cách? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đơn giản thôi. Vi tổng chấp sự cười nhạt rồi liếc mắt nhìn chú Hách Như nói ra: Là các chủ, đệ tử bình thường e rằng không phải là đối thủ của người này. Thế là đi, ông đánh với cậu ta mấy chiêu để cậu ta lĩnh giáo võ công của Tử Huyền Thiên, không thì thằng Bách ngông cuồng này lại khinh thường chúng ta. Hả? Tôi sao? Là các chủ rùng mình một cái không khỏi run lên. Sao vậy? Không tiện sao? Vi tổng chấp sự ngoảnh sang kỳ quái hỏi ông ta. Việc này... Vi tổng chấp sự, ông đừng làm khó là các chủ nữa. Trước đó ông ấy từng giao thủ với Lâm Minh, bị Lâm Minh một quyền đánh cho nằm bẹp một chỗ, sợ rằng ông ấy cũng phải là đối thủ của Lâm Minh đâu. Lúc này một bóng dáng lão đã đi tới. Mấy người ngoảnh sang nhìn: Tử Thúc Bá. Tham kiến các vị đại nhân. Tử Thúc Bá hành lễ. Tử Thúc Bá, sao ông lại ở đây? Hơn nữa lại thảm hại thế này. Trịnh Hám Sơn vội hỏi: Hay à, tạm thời đừng nói những chuyện này, giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi tính. Vì tổng chấp sự, vì sư phụ này của Tân Kiếm không hề đơn giản, ông đừng coi thường. Tử Thúc Bá nói ra. Tử Thúc Bá có ý gì? Tôi nghĩ chuyện này không đến động tới can qua, tại sao chúng ta không cùng ngồi xuống hóa giải hiểu lầm, giải quyết trong hòa bình chứ? Tử Thúc Bá cười nói: Giải quyết trong hòa bình sao? Sao vậy chứ? Vi tổng chấp sự lập tức hừ mũi: Người này khiến nhiều đệ tử của Tử Huyền Thiên bị thương như vậy, sao thể giải quyết trong hòa bình được chứ? Tử Thúc Bá, nếu ông sợ thì cứ đứng ở bên ngoài xem đi, bổn chấp sự sẽ đích thân xử lý. Tử Thúc Bá biến sắc: Vi tổng chấp sự, ông đừng nhiều lời nữa. Vi tổng chấp sự phất tay: Trấn đại nhân, ông có muốn ra tay cho thằng Quách không biết trời cao đất dày này một bài học hay không? Tôi sao? Trấn Hám Sơn hơi sửng sốt: Có tiện không? Việc này không có vấn đề gì, nếu vậy thì ông nên đi. Vi tổng chấp sự lạnh lùng nói ra. Trấn Hám Sơn do dự một lát nhưng rồi vẫn bước lên. Thấy Trấn Hám Sơn bước tới, Lâm Minh liền bật cười: Các ông khinh thường tôi, mỗi lần phải một người đến, bây giờ không dám để đệ tử ra tay nữa mà đã để Trấn Hám Sơn ra mặt. Điều này chẳng phải đã cho thấy sự chênh lệch giữa tôi và các ông sao? Đừng nhiều lời nữa, đồ ngông cuồng. Chờ lát nữa Trấn Hám Sơn bắt được cậu để tôi xem cậu có còn nhiều lời nói như vậy nữa hay không. Vi tổng chấp sự lạnh lùng nói ra rồi phất tay với Trấn Hám Sơn: Trấn Hám Sơn, đừng do dự nữa, mau ra tay đi, nhanh chóng hạ gục thằng Quách không biết trời cao đất dày này. Được. Trấn Hám Sơn hít sâu một hơi, sau đó hai tay siết chặt, đánh mắt nhìn Lâm Minh: Cậu Lâm, đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là Tử Huyền Thiên, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Chấn đại nhân, tôi đã muốn giao đấu với ông từ lâu rồi. Trong mắt tôi, đám đồ đệ của ông chỉ là những kẻ bất tài. Chắc là chỉ có ông mới thể khơi dậy chút ý chí chiến đấu của tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Câu nói này phát ra từ tận đáy lòng Lâm Minh nhưng lại vô cùng khó nghe. Mẹ kiếp, anh ta ngông cuồng quá rồi đó. Anh ta nghĩ mình là cái thá gì chứ? Lát nữa anh ta nằm bẹp dưới đất như một con chó chết đấy mà. Bây giờ cứ cho anh ta mồm mép tét nhảy một chút đi. Các đệ tử phẫn nộ chửi mắng. Chu Bích Như được đỡ dậy, còn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Minh. Hãy để đó, thằng chó chết. Lát nữa chấn đại nhân chế người được anh, tôi nhất định sẽ lột da rút gân anh. Tiếng chửi rủa không ngớt vang lên, nhưng Lâm Minh đều bỏ ngoài tai.